Vâng, xin chào bác, đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua cao cấp đến từ thương hiệu Đức, Spenwood, model Parenma RS. Xe được sử dụng với full group Shimano 1.5. Và bây giờ xin mời anh đã tổng giới thiệu chiếc xe. Vâng, các bác có lên trên mạng để tìm hiểu thêm về trang website spenwoodbicycle.com. Đây là một website chính hãng của Spenwood, biểu tượng hình chú chó sói không nhé. Đây là bác chính chủ của xe, đến từ thương hiệu xe Đức. Đấy, các bác có thể vào những cái mẫu xem những cái dòng xe địa hình touring và dòng xe đua chính hãng của thương hiệu đến từ Đức, các bác có thể tìm mạng để tham khảo thêm. Vâng, thì em vừa giới thiệu trên video các bác qua về cái mẫu Spenwood model Parimax RS đến từ thương hiệu Đức. Lần này ông về một chiếc cái tông màu đỏ trắng, và đây cũng là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Biểu tượng hình Spenwood là hình biểu tượng hình chú chó sói không nhé. Xe làm từ hợp kim nhôm. Tông màu chủ đạo tông màu đỏ điểm chỉ trắng trên khung xe, nên cho bác yêu thích cái tông màu nổi bật. Model Parimax RS. Và trên khung cũng có ghi thông số của nhà sản xuất Hanmet Bui Germany Đức nhé. Sản xuất đến từ thương hiệu Đức. Cổ phút ghi đông nhôm. Cũng bản theo xe, bản hợp kim nhôm 7005, hợp kim nhôm siêu nhẹo nhé, hợp kim nhôm cao cấp. Một mẫu xe đầu tiên về cửa hàng bên em Spenwood, mẫu model cao cấp sử dụng với cửa group Shimano 1.5. Xe rất là nhẹo nhé, nhôm nhẹ. Xe sử dụng với bộ cơ lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên phải em được sử dụng với bộ tay lắc cũng sử dụng bên tầng đĩa Shimano 1.5. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh Shimano 1.5. Những dòng xe Hanmet Đức, Hanmet Bui, xe tự bui rất là hiếm về, được kiểm tra và sàng lọc rất là kỹ càng. Càng xe của Spenwood với tông màu trắng nguyên bản theo xe. Và xe sử dụng với bộ vành cặp Mayer cao cấp của Shimano. PS DS20. Tâm lái hẹ, tâm e-lock luôn đó nhé. Rất chắc chắn vào bộ vành của xe. Bộ vành Shimano cặp e-lock rất chắc chắn, dòng tâm thưa. Rất là phù hợp với cái tông màu của xe. Sử dụng lốp xe T. Kích thước lốp 700x23C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Một cái mẫu dòng xe nhập khẩu từ thương hiệu Đức, mà đặc biệt là làm từ dòng xe Hanmet Bui. Cái dòng xe Hanmet Bui giá trị rất là cao, vì được sàng lọc sử dụng qua quá trình kỹ càng. Hậu yên chính hãng của Montager. Hậu yên thì đến từ thương hiệu Mỹ. Hậu yên Montager. Yên chuyên dòng nữa sẽ lọc check. Montager là thương hiệu chuyên dòng check. Yên là yên của GTB. Sẽ sử dụng với đùi đĩa Shimano 1.5. Bedan bi vòng. Bedan nhôm CMC. Gạt đĩa Shimano 1.5. Củ đề sau là củ đề Shimano 1.5. Đằng sau là trang bị với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Xe trang bị với full group 1.5 đó nhé. Mayer vành cặp của DS Shimano 20. Vành căm thưa. Vành cao cấp đó nhé. Căm inox còn phần luôn. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 48. Size ngang là size 50.
Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với full ngờ đúc Shimano 1.5, 10 tầng lip, lên lip đây. Xuống lip. Thế phải em đùi đĩa Shimano 1.5, đặt đĩa 1.5. Xuống đĩa. Lên đĩa. Carbon. May vành cặp của Shimano RF20. May vành cặp cao cấp nhé. Sáng bóng, cong như lốc, cong thưa. Nó chắc chắn là bộ khung. Xe rất là đẹp. Dòng xe Hammers Fenwood đầu tiên được cửa hàng bên em. Mẫu dòng xe Bui. Xe Bui tức là xe tự người làm đánh giá, làm kiểm tra bằng rất là kỹ càng. Và xe em đánh giá tổng thể thông trước xe Stampet Wood Peritma RS. Xe biểu tượng của hình chú sói đến từ thương hiệu Đức Hammers Bui. Đến từ xe sử dụng với full group Shimano 1.5. Xe tốt nhất bên em là 13.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con đơn mẹ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe nạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời các bác chơi ngày mai.